Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn video về dinh dưỡng cây trồng. Thì chủ đề hôm nay là biểu hiện thiếu canxi trên cây cà phê. Thì như hình minh họa ở trên các bạn thấy, đây là hai cái lá cà phê bị thiếu canxi. Thì ở đây bên tay phải của bạn đó là lá cà phê ở cái phần ngọn, hay chúng ta có thể nói là lá non. Còn bên tay trái đó là lá già, hay gọi là lá trưởng thành. Thì các bạn có thấy được đó là nếu mà hiện tượng thiếu canxi trên cà phê thì nó sẽ xảy ra luôn cả trên lá non lẫn lá trưởng thành. Là ý thứ nhất. Ý thứ hai thì các bạn nhớ giúp mình đó là canxi là một cái nguyên tố thuộc nhóm trung lượng trong bốn nhóm nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Thì khi mà cây thiếu canxi thì triệu chứng cho thấy là ở đầu chóp lá và hai bên mép lá sẽ chuyển sang màu bạc trắng, sau đó hóa đen rồi uốn cong và xoắn lại. Ở đây các bạn thấy không? Trước tiên á, là cái đầu chóp lá các bạn ha, nó sẽ là cái mép lá nè, nó sẽ mới đầu là nó không có màu đen giống như vậy các bạn ha, nó sẽ là màu trắng, sau đó nó sẽ hóa đen đó, rồi nó uốn cong và nó xoắn lại. Đây đây là cái hình minh họa cho cái hiện tượng đầu tiên ở trên xuất hiện trên lá non. Thì cấu trúc của tế bào bị hại là lá non hay độc non thì sẽ bị ảnh hưởng trước, tiếp đến là hệ rễ. Cái hệ rễ thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà ở đây là mình chia sẻ những cái biểu hiện mà khi mà chúng ta đi thăm vườn á, chúng ta nhìn lên bộ lá là chúng ta thấy được, tại vì bộ rễ thì nó bị nằm âm dưới đất á, đôi khi các bạn có thể là khó mà nhận biết được. Nhưng mà cũng xin chia sẻ luôn, khi mà thiếu canxi thì sẽ ảnh hưởng tới hệ rễ, nó làm cho giảm khả năng hút nước của hệ rễ, làm cho khả năng hút khoáng và dinh dưỡng từ rễ lên nó bị giảm đi các bạn ha. Một cái biểu hiện nữa là ở thân cây thì thường xuất hiện những rễ phụ và những rễ lông hút, rễ sinh trưởng chậm. Và đây là biểu hiện trên cái lá già. Thì thường xuất hiện trên tất cả các cây, tất cả là lá trên cây cà phê, là lá non, lá già đều có bị biểu hiện hết. Lá thì bị vàng từ mép lá lan dần vào giữa phiến lá, và chỉ còn lại một mảng lá có màu xanh tối dọc theo gân chính. Đây là gân lá các bạn, gân chính đây, đây là cái gân phụ ha, hình xương cá, thì nó sẽ tạo thành những một cái mảng tối dọc theo cái gân chính của lá. Hình dạng lá lúc này thì nó bị phồng rộp lên, nó biến đổi, chóp lá thì nó bị cong thì mình đã chia sẻ rồi. Thì vậy thì khi mà cây nó thiếu thiếu canxi thì nó sẽ bị những biểu hiện ở trên lá non và lá già như vậy. Vậy thì vai trò của canxi đối với cây trồng như thế nào thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn. Cây hút canxi được là ở dưới dạng ion canxi 2 cộng mà ha. Canxi đóng vai trò kích thích cái rễ cây phát triển. Vì vậy lúc mà thiếu canxi đó các bạn, thì rễ nó kém phát triển đi, thì dẫn đến là như mình đã chia sẻ những phút giây trước đó, là hình khoáng và dinh dưỡng sẽ không được hút lên đầy đủ, cây sẽ bị thiếu hụt một nguồn dinh dưỡng đáng kể. Khi mà có đủ canxi thì nó sẽ kích thích bộ rễ phát triển, giúp hình thành các hợp chất tạo nên màng tế bào, nó làm cây trở nên cứng cáp hơn. Canxi làm tăng hoạt tính một số men trung hòa các axit hữu cơ trong cây. Vì vậy với cây trồng thì đặc biệt là cây ăn quả thì canxi làm cho quả có lượng đường cao hơn, ngọt hơn. Các cây như họ đậu, như lạc, đậu tương, đậu ván á, thì canxi sẽ là chất dinh dưỡng rất là quan trọng, bởi thiếu canxi thì đậu sẽ bị lép các bạn, và hạt sẽ không no tròn. Vậy nên bà con nông dân có một câu rất là hay, đó là không lăn không vôi thì thôi trồng đậu, là có nghĩa là như vậy các bạn.
video mình chia sẻ về cái biểu hiện thiếu canxi, thiếu cà phê, đây là hết.